Xin chào quý độc giả của Hello bác sĩ và Mary Baby. Mình là bác sĩ Nguyễn Đình Học Phúc, hiện nay đang công tác tại khoa sơ sinh thai bệnh viện Di đồng 1. Hôm nay rất vui được chia sẻ với các mẹ về bí kíp chăm sóc trẻ trong một tháng đầu đời sau sinh. sau khi sinh thì mẹ nên cho bé bú sữa càng sớm càng tốt mới sinh trong 24 hai bốn tiếng đầu thì cái dạ dày của trẻ rất là nhỏ thành ra cái lượng sữa mà mẹ cần cho trẻ bú là khoảng 5 đến 10 ml một cữ và cái cữ sữa của mình là từ khoảng 8 đến 10 cữ một ngày sau khoảng 3 ngày sau sinh thì lượng sữa mẹ bắt đầu về nó nhiều hơn cái nhu cầu của trẻ bắt đầu tăng dần lên thì cái trung bình một ngày thì bé có thể bú từ 40 cho đến 80 ml sữa cũng như là cái cữ sữa cũng khoảng từ 8 cho đến 10 cữ thậm chí có thể lên 12 cữ một ngày Kết thúc tháng nào sau sanh thì trẻ có thể bú được từ 100 cho đến 120 ml sữa mỗi cử. Cái tư thế mà trẻ ngậm mắt bú tốt thì mẹ chú ý bốn đặc điểm cơ bản như sau. Thứ nhất là cầm phải chạm vào bú của mẹ, miệng phải mở rộng ra, môi dưới phải đưa ra ngoài và cái phần bú ở phía trên ừ. mẹ sẽ thấy nhiều hơn cái phần bú ở phía dưới tư thế thân người bú đúng của trẻ cũng sẽ có bốn đặc điểm cơ bản như sau mẹ nên nhớ cái thứ nhất là đầu và thân của trẻ sẽ cùng nằm trên một cái đường thẳng rồi mặt của trẻ sẽ đối diện với vùng vú của mẹ miệng của trẻ sẽ đối diện với nấm vú ngoài ra thì thân của trẻ sẽ sát với thân người của mẹ khi mà mẹ đưa tay bế trẻ thì mẹ bế luôn toàn thân chứ không có đỡ cả vùng vai hay là lưng không thì sẽ không đúng về cái chuyện mà trẻ bú có hiệu quả hay không thì mẹ sẽ chú ý là khi mà trẻ mút thì trẻ sẽ mút chậm nè À, sâu nè thỉnh thoảng thì mẹ sẽ nghe được cái tiếng bú sữa của em bé <laughs> trẻ sơ sinh mà bú đủ thì thường mẹ sẽ chú ý là cái cửa sữa của trẻ sẽ kéo dài từ khoảng 15 cho đến 20 phút khi mà bú thì mẹ sẽ chú ý là mình sẽ cho bú hết cái vùng bú bên đây hết sữa rồi mới chuyển qua cái vùng bú bên đây thì khi mà trẻ bú đủ thì mẹ sẽ quan sát là mẹ sẽ cảm thấy vẻ mặt của trẻ rất là thỏa mãn À, trẻ có thể dễ dàng ngủ sâu hơn và cái giấc ngủ của trẻ sẽ kéo dài khoảng 3 tiếng sau đó là sẽ đến cái cửa sữa tiếp theo một vài cái yếu tố gián tiếp mà mẹ có thể chú ý là trẻ sẽ đi tiểu mỗi ngày là khoảng ít nhất là 6 lần trở lên tương đương với 6 lần mẹ thay tả rồi trẻ sẽ tăng cân rất là tốt đó là những cái dấu hiệu mà mẹ có thể quan sát là trẻ bú đủ hay không trường hợp mà mẹ không có đủ sữa cho em bé hoặc không có sữa luôn thì mẹ có thể xin cái nguồn sữa mẹ từ cái ngân hàng sữa vì cái cái nơi đó là sẽ đảm bảo cái vấn đề mà vô trùng như là vệ sinh cho em bé. Còn một cái lựa chọn khác nữa là mẹ có thể sử dụng một sữa công thức mà có thể bày bán ở trên thị trường nhưng mà phải phù hợp với lại cái độ tuổi của em bé là tuổi sơ sinh. Đối với những cái đối tượng đặc biệt ví dụ như trẻ nhẹ cân hoặc là non tháng thì mẹ có thể lựa chọn cũng là cái sữa dành cho trẻ sơ sinh nhưng mà là cho đối tượng là trẻ nhẹ cân và non tháng. Thì hiện nay á, sữa trên thị trường á, cũng có nhiều loại sữa giả. Cho nên là thành ra khi mà chọn mua sữa công thức thì mẹ nên chọn những cái nơi nào mà bán uy tín hoặc là những nhà sản xuất uy tín để tránh việc là mình mua phải những cái sữa không đảm bảo chất lượng cho em bé. Ngoài ra sữa sơ sinh thì mẹ có thể chú ý là nó sẽ bao gồm là sẽ chứa một lượng lớn là đường, sẽ là đường lactose. Ngoài ra thì có những cái chất như là axit béo thiết yếu dành cho trẻ, ít muối nè, đảm bảo cái tỷ lệ canxi và phốt thích hợp, cũng như bổ sung sắt và vitamin thì đó mới là cái loại sữa tốt dành cho những cái em bé sơ sinh. thì sẽ có hai lưu ý chính trong cái việc thay tả cho trẻ sơ sinh cái thứ nhất là trước khi mình thay tả thì nên vệ sinh sạch sẽ cho trẻ mình có thể dùng bông gòn thấm nước ấm hoặc là dùng những cái khăn giấy ướt không có cồn lau nhẹ nhàng cho trẻ là từ trước ra phía sau thì sau khi mình vệ sinh xong thì mình có thể để thoáng xong thoáng mình mới thay tả mới trong trường hợp nếu như mà trẻ bị hâm tả thì mẹ nên thay bằng cái miếng lót kết hợp với lại là tả vải nhìn cho trẻ không nên sử dụng những cái phấn rơm dành cho trẻ như ngày xưa mình vẫn hay dùng lý do là phấn rơm hiện nay người ta thấy là nó chứa cái bột tan rất là dễ phải làm cho em bé đàn da nó bị kích ứng cũng như là nếu vô tình phải hết phải những cái bột tay đó anh sẽ làm cho em bé bị viêm phổi còn nếu như mà mẹ vẫn thoa kem cho em bé để ông người cái bị hâm thì mình nên chọn những cái loại nào mà chứa kẽm thì sẽ giúp cho cái làn da của em bé tránh bị tổn thương nhiều hơn cũng như là giúp cho da thái tạo được tốt hơn cái vấn đề thứ hai khi mà mình thay tả mẹ cần lưu ý là mẹ sẽ kiểm tra cái vấn đề con đi vệ sinh cứ khoảng 3 bốn tiếng một lần coi bé nó có đi vệ sinh hay không và nên thay tả ngay sau khi em bé đi vệ sinh để đảm bảo cho cái vấn đề là con được thô thoáng và dễ chịu tuyệt đối là không có nên không chịu thay tả lý do là cái môi trường ẩm ướt của những cái chất thải có thể làm cho da của bé bị tổn thương thậm chí là bị nhiễm trùng da về cách đặt mô tả thì mẹ sẽ chú ý ba cái cái thứ nhất là về cái cái sai tả cái thứ hai là về cái số lượng tả mẹ cần mua cuối cùng sẽ là về cái chất lượng của cái tả về cái sai tả thì hiện nay trên thị trường á, mình có những cái sai tả dành cho trẻ sơ sinh là dưới 5 kg thì trong trường hợp em bé của mình mà khi mà mẹ thay tả thấy nó có những cái vết hằn lúc mà mình mặc tả thì có nghĩa là cái tả đó nó không có còn phù hợp với em bé nữa thì mẹ có thể tăng lên cái size là size S nó sẽ từ là bốn cho đến 8 kg trong trường hợp trẻ nhẹ cân hoặc là non tháng chưa với cái sai tả phù hợp cho trẻ hoặc là mẹ muốn tiết kiệm chi phí thì mẹ có thể sử dụng tả lót kết hợp với lại tả vải cần lưu ý là mẹ không nên thay thế cái miếng lót đó bằng những cái giấy ăn hay là giấy vệ sinh lý do là những cái chất liệu nó sẽ dễ bị nhầu nát thậm chí là nó dính trên da mẹ sẽ rất là khó vệ sinh cho trẻ những cái chất liệu đó cũng là cái nguồn có thể lây bệnh cho em bé trung bình thì mỗi ngày trẻ sơ sinh có thể đi vệ sinh là từ khoảng 10 cho đến 12 lần mỗi ngày và việc mà đảm bảo cái làn da của trẻ luôn khô thoáng là việc rất là cần thiết ít nhất thì trẻ trong một tuần có thể sử dụng từ hơn 70 cái tả nói như vậy thì mẹ cũng không có nên là tích trữ tả trong nhà lý do là trẻ sơ sinh rất là dễ tăng cân và cái size tả của trẻ cũng có thể thay đổi liên tục Cuối cùng thì để có một cái tả phù hợp với trẻ thì mẹ nên tìm mua ở những cái nhà sản xuất có uy tín, tránh mua những cái tả mà không có rõ nguồn gốc. Tả dành trẻ sơ sinh thì phải mềm là hấp hút tốt nè, chất liệu thì phải phù hợp với trẻ như là cô tâm hoặc là loại vải mềm. Cuối cùng là mẹ nên mua những cái loại tả dán dành cho trẻ sơ sinh thay vì tả quần. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu một cái rốn bình thường Có nghĩa là trong cái quá trình mà mẹ mang thai Thì em bé nó sẽ nhận những cái nguồn dưỡng chất từ mẹ Thông qua cái động mạch rốn, tinh mạch rốn Sau khi sinh thì trẻ sẽ được kẹp các rốn Khoảng trong hai tuần đầu sau sinh thì cái rốn nó sẽ rụng. 3 đến 4 ngày sau rụng rốn thì nó sẽ rỉ ít dịch Sau đó nó sẽ có khô hẳn Vì vậy cái rốn là cái nơi mà vi khuẩn rất là dễ xâm nhập khi mà vệ sinh rốn thì mẹ sẽ cần phải lưu ý là vệ sinh là mình sẽ lấy một cái tăm bông thấm cái đun mức sinh lý vệ sinh xé cái chân rốn nè xung quanh ở trong cái làn da của trẻ từ trong ra ngoài khoảng 1 cho đến 2 cm chú ý là sau khi vệ sinh rốn xong mình sẽ để thoáng không có băng ép hay là thoa bất cứ cái gì lên hết thì khi mà thay tả cho trẻ thì mẹ chú ý là cái phần đầu tả sẽ để thấp hơn cái phần chân rốn chút xíu để tránh cho tả cọ vô cái cái rốn sẽ gây chảy máu hay là cái chất bẩn của trong cái tải trẻ thấm hút nhiều cái phần rốn nó sẽ làm cho em bé bị nhiễm trùng vệ sinh rốn cho trẻ thì mẹ có thể làm từ một hộp đến hai lần mỗi ngày và mẹ cần phải rửa tay trước và sau khi làm vệ sinh cho trẻ mẹ cũng cần phải lưu ý thêm là mình có thể phải quan sát cái chân rốn như cái vùng da quanh rốn của trẻ nhất mỗi ngày một tới hai lần để tìm những cái hiệu nhiễm trùng rốn của trẻ các dấu hiệu nhiễm trùng rốn mẹ có thể quan sát được như là mẹ có thể thấy là rốn nó ướt rỉ dịch hôi nè tấy đỏ hoặc là chảy máu cái vùng da xung quanh rốn có thể bị ẩn đỏ ngoài ra thì có thể đi kèm với những dấu hiệu toàn thân như là trẻ sốt bỏ bú nếu như mà có những cái dấu hiệu đó thì mẹ nên đưa trẻ đi khám bởi vì khi mà trẻ có dấu hiệu nhiễm trùng rốn nặng hoặc là những dấu hiệu toàn thân đi kèm thì có thể phải nhập viện để điều trị À, về cái việc tắm bé thì có một vài cái lưu ý sau đầu tiên là về cái thời điểm mà tắm bé thì mẹ có thể chọn vào những cái thời điểm là cái thời tiết nó sẽ ấm áp ở trong ngày ví dụ như là từ 10 đến 11 giờ trưa nè hoặc là từ 15 cho đến 16 giờ chiều mỗi ngày thì chỉ tắm một lần thôi và trong một tuần như vậy thì mình chỉ nên tắm được từ, từ khoảng 3 tới 4 lần rồi khi mà mẹ tắm bé thì mẹ nên chú ý là không nên để em bé nói hoặc là mẹ cảm thấy là em bé đang bị bệnh mà tắm thì cái thời điểm thích hợp để mẹ tắm bé là sau khi trẻ bú xong bú no khoảng một tiếng cho đến một tiếng rưỡi và mẹ cảm thấy trẻ vui vẻ để mẹ có thể tắm cái nơi mà mình chọn để tắm trẻ thì mình nên chọn nơi kính gió nè tránh gió lùi vô nhiều quá nè cái nhiệt độ phòng thích hợp để tắm bé là từ khoảng 27 cho đến 28 độ C rồi về cái phần này, nhiệt độ nước để mình tắm bé là sẽ từ khoảng 37 cho đến 38 độ C cái mực nước nó sẽ từ khoảng 5 đến 10 cm nghe cái tầm vai của trẻ tiếp theo là về cái dụng cụ tắm bé thì mẹ có thể chuẩn bị hai cái thao tắm để một cái thao tắm bé và một cái thao tắm lại bằng nước sạch khăn bông thì mẹ có thể sử dụng là hai cái khăn xô một cái khăn lớn rồi cái những cái dụng cụ khác như là những cái sữa tắm thì mẹ nên để gần để mình tiện tay mình lấy ngoài ra thì mẹ khi mà tắm thì cái tư thế tắm trẻ thì mẹ sẽ giữ tư thế thẳng để cho trẻ được cảm thấy thoải mái và dễ chịu cuối cùng là sau khi tắm xong thì mẹ nên nhớ vệ sinh nào, mắt nè tai cũng như rốn cho trẻ một cái điểm lưu ý với các mẹ là theo quy dân gian á, là mình hay nói là cái việc tắm lá sẽ giúp em bé điều trị cũng như phòng ngừa các bệnh về da nhưng cái điều này hiện nay thì nó sẽ không đúng lý do là cái lá nó có những chứa những cái chất và cái thuốc trừ sâu nè hoặc là khi mình tắm mình không có chuẩn bị nguyên liệu được tốt sẽ làm cho da em bé dễ bị kích ứng ngoài ra nếu như mà em bé đang có bệnh về da thì những cái da tổn thương nó là cái nơi mà vi khuẩn dễ xâm nhập nhất sẽ làm cho em bé bị nhiễm trùng da đầu tiên luôn luôn phải lựa chọn những cái thương hiệu người ta có uy tín mà cũng như có nguồn gốc sản xuất rõ ràng và những cái sản phẩm nào mà sử dụng trên da của em bé đều phải được kiểm nghiệm được cái độ an toàn cũng như lành tính cho trẻ tiếp theo thì khi mẹ chọn cái sữa tắm thì mẹ nên chọn sữa tắm có độ pH là từ khoảng 7 cho tới 4 để tránh những cái loại mà quá kìm thì nó sẽ làm cho em bé da em bé nó bị thô ráp tiếp theo là mình nên chọn những cái loại sữa tắm mà không chứa các hóa chất tẩy rửa nè những cái chất bảo quản như là paraben hay là formaldehyde những cái sữa tắm sẽ không có chứa cồn, hương liệu, những cái màu những tạo có thể làm da cho em bé bị kích ứng. Cuối cùng thì mẹ nên chọn những cái loại sữa tắm lành tính và tự nhiên. Một trong số những cái nguyên nhân đầu tiên bà ba mẹ cần phải lưu ý khi trẻ quấy khóc đó chính là trẻ bị bệnh. Thì ngoài những câu quấy khóc thì trẻ sẽ có một số cái dấu hiệu đi kèm, ví dụ như trẻ có thể bị sốt nè, bỏ bú, bú kém, đi bì, đường đường hoặc là trẻ có thể ho, đau bụng nè trướng bụng trẻ có thể tiêu chảy thậm chí là có thể tiêu phun máu nếu gặp những cái tình huống đó thì ba mẹ nên đưa trẻ tới gặp bác sĩ càng sớm càng tốt tiếp theo một số những cái nguyên nhân phổ biến khi mà trẻ khóc ví dụ như là trẻ đói thì mẹ nên kiểm tra lại cái cửa sữa của mình để cho con bú là từ lúc nào rồi nếu mà cách từ khoảng 2 đến 3 tiếng thì có thể là sắp tới cửa sữa tiếp theo thì mẹ nên cho bé bú Ngoài ra thì mẹ có thể kiểm tra tả Nếu mà tả ướt hoặc là em bé vừa mới đi vệ sinh xong Thì em bé sẽ cảm thấy khó chịu Ngoài ra thì khi mà môi trường quá nóng hoặc là quá lạnh Cũng làm cho trẻ cảm thấy khó chịu Ví dụ như khi môi trường nóng thì em bé sẽ rất là dễ bị đổ mồ hôi Mẹ có thể kiểm tra bằng cách là sờ vào gáy là hoặc là lông của em bé Sau đó thì mình có thể là thay quần áo cũng như lau vô cho trẻ Tiếp theo, nếu mà môi trường quá lạnh thì mẹ cần phải đảm bảo là trẻ mặc đủ ấm cái nhiệt độ phòng thích hợp cho trẻ mẹ có thể để là từ 27 đến 28 độ C không để cho trẻ nằm than hoặc là trẻ cái nơi mà có gió lùa vô quá nhiều là trong những cái nguyên nhân phổ biến nếu mà trẻ khóc có thể là do trẻ mệt và muốn đi ngủ cách tốt nhất là mẹ cứ dỗ trẻ em bé ngủ khi mà trẻ quấy khóc nữa cũng có thể là do em bé của mình nó bú no quá những cái tính là trẻ dễ bị chướng hơi hoặc là bị trào ngược những cái trẻ bị nung trớ cách tốt nhất là mẹ có thể bế em bé đứng lên cổ lưng cho em bé để em bé có thể ở hơi được tốt đảm bảo cái cửa sữa hợp lý để em bé có thể đúng với cửa sữa của mình tránh trường hợp bị trào ngược trẻ quấy khóc nhiều có thể là do trẻ bị đau ví dụ như là do những cái tả giấy hoặc là cái chất liệu mà quần áo không có được mềm mại cọ sát vô người trẻ Ngoài ra cần lưu ý với mẹ là mẹ chú ý là ví dụ như cái bao tay đưa cho trẻ mang thì nó có thể là có những cái sợi chỉ ở phía trong rất là dễ quấn vô cái ngón tay của trẻ làm cho những ngón tay nó nó bị thiếu máu nuôi dẫn tới tim, sưng tấy vì vậy khi mà bao tay trẻ thì mẹ nên chú ý chọn những cái loại nào mà nó không có những cái sợi chỉ ở trong đó cuối cùng một trong những cái nguyên nhân khóc mà mẹ cũng hay nghe nói là khóc dạ đề hay còn gọi là khóc colic tình trạng này nếu mà sớm thì sẽ xảy ra khoảng 3 đến 4 tuần sau sinh và thông thường sẽ rơi vào khoảng 5 đến 8 tuần và khi mà trẻ quấy khóc như vậy nó sẽ rơi vào những cái khung giờ nhất định ví dụ như là chiều tối và nó sẽ tuân theo quy tắc số 3 có nghĩa là trẻ có thể khóc khoảng 3 tiếng mỗi ngày 3 ngày mỗi tuần và có thể kéo dài trong 3 tháng cái nguyên nhân thường được cho là trẻ bị đau bụng là do cái hệ tiêu hóa của trẻ chưa có trưởng thành trẻ quá nhạy cảm với cái thức ăn mà mình ăn vào hoặc là trẻ có thể bị đầy hơi chướng bụng bị trào ngược ngoài cái vấn đề là do bị đau bụng thì cái khóc giả đề còn được cho là do cái hệ thần kinh của trẻ chưa có hoàn thiện hoặc là do trẻ kém thích nghi với môi trường xung quanh tất nhiên thì cái việc khóc như vậy sẽ làm cho ba mẹ cũng như là gia đình lo lắng để đưa trẻ đi khám bệnh khi mà sau khi khám xong thì bác sĩ thường hay kết luận là trẻ bình thường và cái việc khóc sẽ làm cho ba mẹ cảm thấy rất là stress khi trẻ khóc do bệnh thì nó sẽ kèm theo những cái dấu hiệu khác ví dụ như trẻ sốt bỏ bú ly bì lừ đừ ho hoặc là tiêu chảy còn khóc do thì ngoài cái cơn khóc của trẻ thì trẻ vẫn ăn bú ngủ ngoan như bình thường tăng cân tốt và trẻ sẽ khóc vào những cái khung giờ nhất định ví dụ như là chiều tối việc của ba mẹ và gia đình cần làm là cùng trẻ vượt qua cái giai đoạn này vì cái khóc do colic thì nó sẽ kéo dài trong khoảng 3 tháng là thôi dục nhất vẫn là sẽ ôm ấp bổ về trẻ mẹ có thể quấn cái khăn cho bé sơ sinh sau đó mình có thể ôm uh, bé lên vỗ vào cái phần lưng hoặc là cái phần mâm của trẻ bổ nhẹ nhàng và rung đưa qua lại cho trẻ tuyệt đối mẹ không nên rung lắc con mạnh thô bạo sẽ khiến não của trẻ bị tổn thương một lưu ý là khi mà mẹ mẹ quấn khăn cho trẻ thì mình sẽ tránh quấn chặt cái phần chân quá để tránh được khi mà trẻ vẫy đạp thì nó có thể gây ra cái vấn đề là loạn sản khớp khác của trẻ Mẹ có thể dùng nôi để đung đưa qua lại cho trẻ Ngoài ra thì khi mà trẻ bị ợ hơi, trứng bụng Thì mẹ có thể bổ lưng cho trẻ Rồi massage theo cái chiều kim đồng hồ Để trẻ cảm thấy dễ chịu hơn Bên cạnh đó một vài cái cách thông dụng như trên Thì mẹ có thể áp dụng cái cách là cho trẻ nghe Những cái âm thanh êm dịu Người ta hay còn gọi là, là cái white noise Là những cái tiếng nước chảy nè Hoặc là tiếng mưa rơi Sẽ làm cho trẻ cảm thấy dễ chịu và dễ ngủ hơn thì cái âm thanh này thì mẹ nên đặt cách trẻ khoảng 2 mét và khi mà trẻ đã ngủ rồi mẹ nên tắt cái âm thanh đó đi để tránh trẻ phụ thuộc quá nhiều vào cái âm thanh đó. Chăm sóc trẻ sơ sinh chưa bao giờ là việc dễ dàng, đặc biệt đối với những ai lần đầu là mẹ. Tuy nhiên thì mẹ cũng đừng quá áp lực cho bản thân của mình mà hãy tìm niềm vui trong cái việc học hỏi quá trình nuôi bé con của mình các mẹ cũng phải nên nhờ sự trợ giúp của mọi người xung quanh để có thời gian cho bản thân của mình